nay tôi hướng dẫn với bà con trồng cây sưa. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng cây sưa đỏ. Bây giờ ta tiến hành đào hố. Hố trồng cây sưa không nhất thiết phải to lắm. Ta đào 30. Đấy, đào rộng 30, sâu 30. Ta đào 30 như thế này là được. Ta đào hố xong, ta rắc cho mỗi một hố này một nắm NPK. Một nắm vừa vừa này thôi. Đấy, mỗi một hố là một nắm như này. Đấy. Rắc một nắm NPK. Cái loại NPK bón nốt ấy. Thế xong ta đi lấy cây giống. Hôm nay tôi hướng dẫn bà con là tôi trồng cho bà con thí điểm một cây thôi. Trồng một cây thôi. Còn đây là nếu mà trồng ra đại trà thì cũng thế. Tức là cũng đào hố như thế xong rồi trồng như thế. Đây. Bây giờ ta tiến hành đi lấy cây giống này. Thế thì trước khi trồng ấy là ta rắc cái NPK rồi thì ta lấy tay hoặc lấy cuốc xoa nó lấp cái lân này đi. Xong đó cái giấy bóng này ta phải xé ra. Bà con lưu ý là phải xé cái túi bóng này ra nhá. Xé túi bóng ra. Đấy. Xé ra như này. Xé ra như này. Bỏ cái bầu đi thì ta tiến hành cho trồng. Ta chờ tiến hành cho trồng. Đây. Ta tiến hành lấp một lượng đất mỏng xuống hố nhằm mục đích là để cho NPK nó xuống bên dưới. Sau đó ta lấp lại. Ta lấp. Lấp lưu ý là để cho cây nó ngay ngắn. Ngay ngắn không bị đổ. Đấy. Lấp ngay ngắn như thế. Bỏ những cái hòn đá hòn đất to ra. Lưu ý với bà con là trồng xong nhá, trồng xong thì cái miệng hố này vẫn phải thấp hơn cái mặt nền. Thì để mưa, nước mưa nó sẽ đọng ở đây, cây sẽ rất là nhanh tốt. Ta đừng cứ lấp đất ụ lên như này, mà ta cứ để nó trũng như này. Đấy, trồng xong cái hố nó phải trũng như này. Thì đạt yêu cầu. Như này, trồng xong độ tầm 4-5 tháng sau thì ta sẽ phải đóng cọc. Mới trồng này ta chưa cần đóng cọc. Thế bây giờ ta sang cái cây sưa. Cây sưa đã được 4-5 tháng rồi. Nếu không biết làm ý, là nó sẽ cong. Nó cong vào cái tầm này này. Đây là tôi đã cắt tỉa những cái mầm con rồi. Thế bây giờ nếu nó cong như này mà ta biết uốn ý, thì nó sẽ thẳng. Bây giờ tôi sẽ lắng thẳng cho cái cây sưa này. Muốn nắn được cây sưa thẳng ra ta phải lắn từ bé. Khi nó lớn rồi thì nó cứng rồi thì không làm được nữa. Bà con lưu ý là tháng thứ 5, thứ 6 là ta đã phải làm rồi. Đấy. Bây giờ cây này đã được 5 đến 6 tháng đây nhá. Nó cong này. Ta buộc đúng chỗ cong này. Đấy. Ta buộc đúng chỗ cong này nhá. Ta buộc đúng cái chỗ cong này thì sẽ được cây sưa thẳng. Đấy, ta buộc đúng chỗ cong. Đấy, buộc bằng lưu ý buộc bằng cái dây buộc ly lông này thì nay mai nó tự mục đi. Đấy. Ta buộc nó rất thẳng đúng không? Đấy, nếu mà để tự nhiên như lúc nãy nó cong khủng khuỷu như thế. Đấy. Thế là đã được cây sưa, nay mai nó lớn lên là rất thẳng, nó cứ thẳng theo cái cây này. Đến đâu thì ta buộc đến đấy. Đây, cây này cũng cần phải làm này. Cây này ra giới thiệu với bà con. Cây này ta cũng cần phải đóng cọc. Cây này cũng phải cần phải nắn nhá. Như cây này cũng cần phải nắn cho thẳng. Đấy, nó đang rất cong này, cần phải nắn. Đấy, ta cũng cắm cọc vào, cũng làm như cây núc lẫy. Thế mà lưu ý đây, bà con này. Nay mai nó lên những cái mầm này. Mầm đây. Nên nay mai nó lên những cái mầm này. Mà nó ra thành cành, ra cành. Thì theo tôi hướng dẫn ấy,
là không nên để nó phân cành, mà sẽ cứ phải rong cho nó lên bao giờ đạt được 4 mét. Như một cái video trước ấy, tôi đã cho bà con xem ấy, là người có một hộ gia đình, người ta tôi đã hướng dẫn làm ấy. Đấy, tôi hướng dẫn là cắt tỉa người ta rong, cắm cọc rong nó lên 4 mét sau người ta mới cho nó phân cành. Chứ còn bây giờ giống xưa nó cứ trâu cành liên tục, trâu ra đâu ta lại cắt đi đến đấy, mà ta chỉ đuổi cái ngọn này lên, bao giờ cái ngọn này lên đạt được tầm 4 mét thì ta mới cho nó chia cành. Đấy, lưu ý thế thì mới được những cây xưa đẹp. Mà bây giờ cái thị trường xưa của Việt Nam mình ấy, là người ta vẫn đang thích những cây xưa thẳng, cao, dài, chứ người ta không thích cây xưa mới được có 70-80 phân này đã chia cành chia ngạc thành như cái búi xưa ấy, là bán là rất rẻ. Đấy, cho nên là hôm nay tôi hướng dẫn với bà con, bây giờ nó đang vào cái mùa trồng cây, hiện nay là đang là mùa xuân, là trồng cây xưa. Thì trồng cây xưa là ta phải biết làm như thế, ta trồng xong đó là ta lại phải biết uốn nắn cây cho nó thẳng nên đạt được độ cao, xong ta mới cho nó chia cành. Nhưng chia cành rồi thì tầm 4 mét ta mới để, 3 mét rưỡi đến 4 mét ta mới lúc ấy ta mới cho nó phân cành, lúc đấy mới phân cành. Thì lúc đấy phân cành rồi thì nó cây bắt đầu cho phát triển chiều ngang. Chứ còn ta đuổi mấy năm đầu ấy, 1-2 năm đầu là ta đuổi cho nó lên đạt được chiều cao đã. Đấy, lưu ý bà con như thế thì sẽ được cây xưa đẹp và sẽ được cây xưa giá trị và nhiều tiền. Chứ còn nếu mà để phân cành sớm và cong queo là sẽ được cây xưa rất là rẻ tiền. Đây, ví dụ bà con xem, như cây xưa này là một hộ gia đình mà ngày xưa không biết làm. Đấy, cũng như cái cây lúc đấy, để nó cong queo như này thì cây này không bao giờ thợ giả tiền cao bằng cái cây xưa thẳng được. Cái xưa cong này là mất giá rất nhiều, sẽ mất rất nhiều tiền ở cây xưa cong. Cây xưa mà nó thẳng thì sẽ được nhiều tiền hơn, mà bán sẽ được nhiều tiền hơn, mà lõi cũng sẽ đẹp hơn. Còn cây xưa cong như này là mất giá, mất giá trị. Đấy, phải thợ bây giờ người ta cũng ngắm cây xưa thẳng cao dài mà to. Thì thậm chí bây giờ còn một số đại gia người ta chân làm được cả những cái cột đình, cột nhà thờ, rồi là nếu có xẻ ra thì cũng làm những cái giường cũ xưa thì nó mới giá trị, nó mới đắt. Nhưng xưa cong ngắn này một đoạn này thì giá trị kinh tế không cao. Thế thì qua đây hướng dẫn bà con là trồng cây xưa là phải biết trồng và chăm sóc từ nhỏ. Nếu mà ta biết chăm sóc từ nhỏ thì sẽ được cây xưa thẳng, cao, dài và đẹp, thì sẽ bán được giá trị kinh tế rất cao. Xuống bây giờ xuống dưới này xem cây xưa tôi làm, mà cây xưa giá trị kinh tế rất cao, thẳng cao dài. Như cây này là đạt đâu cầu. Cây này rất là thẳng, thẳng và cao dài, cao lên đến 5-6 mét như thế kia. Như cây này ở cái tầm cây này, cùng như này mà có một số cây nó đến đây nó chia cành chia ngạc sớm này thì nó chỉ được có 10 triệu thôi. Như cây này hiện đại, như cây này bây giờ nó là 30 triệu. Như cây này đây giờ lõi đã 13-14 phân rồi. Hiện tại như cây này là thợ giả 30 triệu, không nói chuyện. Như cây này đã trị giá gì đấy. Còn những cây cũng như này vanh 70 này mà nó chia cành chia ngạc sớm ấy, thì thợ chỉ giả có 10 triệu thôi. Đấy, cho nên bà con lưu ý là nếu biết làm cái xưa ấy, thì giá trị kinh tế nó sẽ rất cao. Cái thứ nhất là nó phải cao, dài và thẳng. Cao, dài và thẳng. Và cái yếu tố nữa là nó phải lõi to. Lõi to thì khi lúc nãy tôi nói là đạt được 4 mét ta mới cho chia cành chia ngạc. Thế sau 4 mét rồi ta cho chia cành chia ngạc thì đến năm thứ 9 này, năm thứ 10 ta bắt đầu đốn cành trên cao. Đấy, ta đốn cành trên cao đi. Đốn nhằm mục đích là tổn thương những cái cành ở trên ngọn thì nó mới xuống lõi. Thì năm thứ 10, năm thứ 13, năm thứ 14 là cây đã lõi rất to rồi. Tức là năm thứ 9 và năm thứ 10 ta đã đốn cành trên cao rồi nhá. Đốn những cành ngang đấy, đốn những cành ngang. Thì
năm chỉ sau 3 năm sau, tức là năm thứ 13 và năm thứ 14 là lõi sẽ đảm bảo với bà con lõi sẽ đạt được đến 14-15 cân lõi. Đấy, cho nên là trồng và chăm sóc cây xưa là như thế. Và kết hợp sau từ năm thứ 10 rồi đi, thì năm thứ 9, năm 10 là ta bón kali vào gốc. Ta bón kali vào gốc thì nhằm mục đích cho lõi nó lên và màu lõi nó sẽ đỏ, nó sẽ được giá hơn. Đấy. Nhiều nhà thì cứ bỏ phóng sinh ra đấy thì nó cũng phụ thuộc theo chất đất. Chất đất thì có vùng thì lõi đẹp, có vùng thì lõi xấu. Nhưng mà ta biết làm ấy. Nếu biết làm thì lõi rất đẹp, lõi rất đỏ. Nó dùng kali đỏ mà bón ở năm thứ 9 rồi ra thì ta sẽ bón kali. Đấy, như cái này là lõi đã đạt được 13, lõi 14 rồi. Khoan mãi đây lõi 14 rồi. Mà đã đạt lõi rất màu rất đẹp. Mà hiện tại bây giờ một số thợ cứ đòi mua nhưng mà tôi không bán. Làm vì cây này nó thẳng cao dài nên tôi không bán, tôi để. Cây này là tương lai là nó sẽ mấy trăm triệu chứ không phải là mấy chục triệu. Tại vì nó thẳng cao và dài thì làm được rất nhiều việc. Đấy là bà con lưu ý sẽ làm những cây xưa làm sao cho nó cao dài thẳng thì mới đạt được giá trị kinh tế cao. Đây, tức là lúc nãy tôi nói là bà con khi nào cây xưa đạt được chiều cao 4m như này, nhìn đạt được chiều cao 4m này ta bắt đầu cho chi cành chi ngạc. Đây, nhìn mà trên kia bắt đầu trên kia là 4m rồi nhá, 4m rồi tôi bắt đầu mới để cành. Còn từ gốc trở lên thôi, từ gốc bà con xem tôi ra cành nào tôi cắt cành đấy, ra cành nào cắt cành đấy. Đấy, tôi buộc tôi cọc đây, cắm cọc đây. Đấy, tôi đuổi một cây xưa như thế này nó chỉ trong vòng 2 năm thôi, 2 năm đã đạt được 4m bắt đầu lên đến trên kia 4m rồi tôi mới bắt đầu cho chia cành như này. Đấy là lưu ý trồng từ lúc nhỏ này, uốn nắm nó làm sao nó phải thẳng theo cây như thế này, như lúc nãy tôi hướng dẫn là cong là ta buộc vào nó khắc thẳng, nó uốn từ nhỏ này mới uốn được, nhưng khi nó lớn rồi là không uốn được. Đấy, cho nên là lưu ý tôi đã hướng dẫn với bà con như thế, phải đạt được cây 4m đến 3m rưỡi đến 4m ta mới cho chia cành chia ngạc thì mới được cây xưa giá trị kinh tế cao. Đấy, cho nên là qua đây tôi hướng dẫn với bà con đầu xuân năm mới là trồng những cây xưa làm sao cho được giá trị kinh tế cao nhất, mà ở cái mùa trồng cây này thì là lưu ý là trồng như tôi hướng dẫn và làm như tôi hướng dẫn sẽ được những cây xưa đẹp như thế này, và nó sẽ đẹp được như cây to bố mẹ của nó như thế kia. Những cây xưa như thế thì nó không có giá thấp đâu. Những cây nó cứ chia cành chia ngạc như cái búi xưa ấy, thì bán thì không có người mua. Nhưng những cây nó cao dài thẳng thì là rất là đắt, không lúc nào không có mà bán. Đấy, làm cái gì nó cũng phải có khoa học kỹ thuật. Thế nên là bà con lưu ý sẽ làm đúng quy trình từ bé cho đến năm thứ 5, năm thứ 4, năm thứ 5 là nó đã đạt yêu cầu rồi. Nó năm thứ 2 như cây này đã đạt yêu cầu là ta bắt đầu cho chia cành rồi. Ta bắt đầu cho chia cành ở trên cao rồi. Từ lúc nó chia cành rồi là không bao giờ đốn cành nữa. Không đốn nữa nhằm mục đích cho nó sum xuê ra để nó phát triển chiều to, chiều ngang. Nhưng bây giờ đây là ta chưa, ta lấy chiều dài, ta chưa phát triển chiều ngang thì ta cứ đuổi nó lên. Thế còn khi nó đã chia cành rồi ta bắt đầu cho nó chăm bón, ta cho nó phát triển chiều ngang. Thì phát triển chiều ngang đến năm thứ 9, thứ 10 thì ta mới lại đốn trên cao. Đấy, nhắc đi nhắc lại bà con là như thế để mới có được cây xưa đẹp giá trị kinh tế cao. Cuối cùng tôi xin chúc toàn thể bà con và các bạn sẽ làm được những cây xưa đẹp có giá trị kinh tế cao nhất trong năm 2021 này. Xin chào bà con, chào các bạn. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.